Xin chào tất cả mọi người. Lái ô tô hiện nay đang rất là phổ thông, phổ biến. Nhưng trước khi lái được ô tô ra đường tham gia giao thông thì các bạn phải có một điều kiện rất cần, đó chính là phải có bằng lái xe. Vậy thì làm thế nào để có bằng lái xe, làm thế nào để vượt qua những cái bài thi để có bằng lái xe một cách trơn tru, một cách an toàn, một cách hiệu quả nhất? Thì ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại trường đào tạo lái xe Bắc Hà tại Bắc Ninh, nơi mà các anh em xe hay chúng tôi đã từng thi lấy bằng ở đây. Hôm nay nhân dịp dịch, chúng tôi mượn cơ sở của trường để quay video hướng dẫn có những cái mẹo để làm sao cho chúng ta vượt qua được những bài thi một cách tốt nhất. Ở bài thi thứ nhất là bài thi đi qua vạch xuất phát. Nghe chừng thì rất đơn giản, nhưng nếu như phạm lỗi ở bài này, bạn có thể bị trừ tối đa lên đến 15 điểm. Đó là những lỗi gì? Thứ nhất là không nhả hết phanh tay khi khởi hành. Bạn để hơi hờ phanh tay như thế này thôi, rất có thể sẽ hỏng xe. Chính vì thế mà trừ điểm 5 điểm là rất xứng đáng. Lỗi tiếp theo là lỗi không cài dây an toàn khi xe khởi hành. Luôn luôn nhớ rằng tất cả những người ngồi trên xe, để đảm bảo an toàn và đúng luật thì bất kể vị trí nào ngồi trên xe cũng phải cài dây an toàn, chứ không riêng gì cho người lái. Và thói quen của các bạn là mỗi lần vào xe đóng cửa cài dây an toàn luôn trước khi làm tất cả mọi việc. Cuối cùng không kém phần quan trọng, đó là phần xi nhan. Trước khi khởi hành, các bạn phải gạt xi nhan sang trái để bắt đầu tham gia giao thông. Và khi có tín hiệu là các bạn phải tắt xi nhan ngay. Nếu như các bạn không tắt xi nhan đúng lúc thì cũng sẽ bị trừ điểm. Bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các bạn một lần, sao cho thao tác hoàn toàn chính xác nhất. Khi bước vào trong xe thì xe đã luôn trong tình trạng là đã nổ máy, VP và kéo phanh tay rồi. Việc đầu tiên mà các bạn cần làm đó chính là chỉnh lại ghế, đó, sao cho đúng với cái tư thế của mình nhất. Thế thì làm thế nào để biết đúng với tư thế của mình? Đó chính là chúng ta ngồi sao cho nhìn thấy cái phần đằng trước rộng nhất, không bị quá kích đầu, cũng không quá bị vô lăng che như thế này. Đó, ngồi sao cho mắt của chúng ta chính giữa so với cái khung hình ở phía trước. Tiếp theo, chỉnh xa gần. Như thế này là sai. Đó, như thế này bạn sẽ không thể lái được. Và như thế này càng sai, nó sẽ làm cho bạn lái xe rất là khó. Chính vì thế mà cái tư thế của cái bài đầu tiên này là chỉnh vị trí lái sao cho chuẩn nhất là một điều rất quan trọng để bạn có thể vượt qua toàn bộ 11 bài thi ở trên xa hình. Đó, chọn tư thế rất quan trọng. Sau khi đã chọn tư thế xong, việc tiếp theo là gì? Đó là chỉnh gương. Nếu như các bạn tham gia giao thông bình thường thì các bạn sẽ nhìn gương sao cho nó thoáng nhất có thể mới đúng. Nhưng khi mà thi lấy bằng lái xe, bạn sẽ lại chỉnh gương theo một cách khác. Đó chính là gì? Bạn sẽ chỉnh cả hai bên gương sao cho nhìn thấy cái đuôi xe và cái lốp xe ở phía sau. Lưu ý nhá, nhìn thấy lốp xe ở phía sau để những cái bài thi tiếp theo các bạn có thể căn được. Đó, chỉnh cả hai bên sao cho nhìn thấy lốp xe. Việc tiếp theo đó chính là cài dây an toàn. Nếu như các bạn không cài dây an toàn, các bạn sẽ mất ngay 5 điểm quý giá, rất quý giá. Cho nên cài dây an toàn, nhớ luôn luôn cài dây an toàn khi tham gia giao thông và cũng như là khi tham gia thi bằng lái xe. Việc tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ chuẩn bị khởi hành bằng cách là đạp phanh, kéo vào số D và nhả phanh tay. Bắt buộc phải nhả phanh tay. Nếu không nhả hết phanh tay thì các bạn sẽ bị mất thêm 5 điểm nữa. Và để kiểm tra nhả hết hay chưa thì các bạn giữ cái chốt, các bạn ấn xuống đến tận đáy và cẩn thận hơn thì ấn thêm 1-2 lần cái nút này nữa. Đó, khi đã nhả hết phanh tay, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Xe số 3 xin chào mừng bạn đến với hệ thống sát hạch lái xe tự động. Xin mời bạn đưa xe ra vạch xuất phát. Đó, bây giờ đưa xe ra vạch xuất phát này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. Bắt đầu thi. Rồi, khi nào có tín hiệu bắt đầu thi, chúng ta sẽ gạt xi nhan sang bên trái để tham gia giao thông. Và nhả chân phanh ra từ từ thôi, đừng có đạp thốc ga, chỉ nhả chân phanh cho xe trôi ra. Đó, sau khi có tín hiệu. Đấy, khi nào tinh một phát là mình phải tắt xi nhan ngay. Nếu mình không tắt xi nhan là các bạn cũng sẽ bị trừ 5 điểm. Lưu ý. Vâng, như vậy là chúng ta đã kết thúc bài thi đầu tiên là bài xuất phát. Cái lưu ý nhất ở trong cái bài thi xuất phát này là gì? Đó chính là cái tư thế. Đó,
tư thế ngồi, vị trí, cài dây đai, chỉnh gương. Nếu như bạn không có một cái tư thế lái xe tốt và không có cái sự chuẩn bị tốt trong ngay cái bài đầu tiên khi lên xe này, thì toàn bộ tất cả các bài thi của các bạn sẽ rất là khó khăn. Ở bài thi số 2 này thì các bạn sẽ phải dừng đúng vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ. Vậy dừng như thế nào là đúng? Đó chính là đầu xe phải cách vạch trắng liền ở đây một khoảng cách là 30 cho đến 50 cm. Tưởng chừng như rất đơn giản, tất nhiên với những người có kinh nghiệm thì nó sẽ không quá khó đâu, nhưng với những người chúng ta bắt đầu mới làm quen với ô tô thì căn được cái khoảng cách này không hề dễ dàng. Vậy thì làm thế nào để căn, để không bị trừ điểm? Bởi vì nếu như các bạn trườm quá khỏi vạch này, các bạn sẽ bị trừ 25 điểm và bị tước quyền thi luôn, có nghĩa là bạn sẽ mất cái lượt thi đó, không được thi nữa. Nhưng nếu bạn an toàn quá, bạn cách với khoảng cách quá xa thì cũng sẽ bị trừ 5 điểm quý giá. Tôi sẽ chỉ cho các bạn biết làm thế nào để giữ đúng cái khoảng cách sao cho không bị trừ điểm. Ở mỗi một cái trường đào tạo hay sát hạch xe, các bạn có thể dễ dàng tìm thấy những cái cột điện, những cái cây hoặc những cái vạch sơn ở trên đường. Thì qua những cái lần tập, các bạn hãy để ý là chúng ta sẽ chọn một cái mốc nào đó để sao cho đúng trong cái khoảng cách 30 đến 50 cm. Ví dụ như ở trường đào tạo Bắc Hà, tôi sẽ gặp một cái cây ở đây, và khi vai của chúng ta cùng nằm trên một đường thẳng vuông góc với cái cây đó, vuông góc với đường, thì chúng ta sẽ dừng lại, và lúc này xe chắc chắn sẽ nằm trong cái khoảng từ 30 đến 50 cm. Rất dễ dàng. Trong trường hợp xấu nhất là chúng ta bị hồi hộp, chúng ta bị quá lo lắng, chúng ta không thể dừng được đúng cái vị trí ở vai đó, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta thà dừng trước đó một chút còn hơn. Các bạn nên nhớ nhé, thà dừng trước đó một chút thì các bạn chỉ mất có 5 điểm thôi. Còn nếu các bạn quá hồi hộp, các bạn không phanh kịp, các bạn đè lên vạch, các bạn sẽ mất ngay quyền thi cái lượt đó. Quay đầu đi về luôn, không nói nhiều. Chính vì thế mà thà chúng ta dừng sớm hơn một chút nếu như chúng ta không thể dừng đúng, còn hơn chúng ta đè lên vạch. Và đối với những trường sát hạch khác mà không có cây ở đây thì các bạn hãy tìm, rất dễ dàng thôi, có thể là ngay vạch kẻ sơn ở bên đường. Đó, khi chúng ta tìm ra đúng cái điểm này thì chúng ta sẽ nhớ, và khi vai của chúng ta đến đúng cái điểm đó, chúng ta sẽ dừng lại, sẽ không bao giờ sai. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Như vậy là đã vượt qua được bài thi số 2, không mấy khó khăn. Bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc là một trong những cái bài thi ác mộng của tất cả những người tham gia thi lấy bằng lái xe. Bài thi này đã làm cho rất nhiều người gọi là phải khóc đi về. Bởi vì sao? Xe của bạn tự nhiên không đi qua được dốc, tụt lùi xuống, thậm chí có những bạn không dám dừng ở dốc, vụt một phát qua luôn, cũng sẽ bị trừ điểm. Chúng ta sẽ thi bằng B1 cho nên chúng ta sẽ sử dụng xe số tự động, cho nên chúng ta sẽ không quá quan ngại việc xe nó sẽ tự động bị trôi nữa. Bởi vì chiếc xe số tự động như các bạn đang xem trên hình là Toyota Vios thì cũng đã có cái tính năng là hỗ trợ khởi hành xe ngang dốc, cho nên là nó sẽ gần như là không thể bị trôi khỏi dốc. Nhưng làm thế nào để chúng ta không bị đè quá vạch, làm thế nào để chúng ta đề pa một cách nhẹ nhàng đi qua, thì đấy cũng là một cái mẹo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem làm thế nào để chúng ta dừng xe trước vạch chuẩn nhất và vượt qua con dốc một cách nhẹ nhàng, êm ái nhất. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng và khởi hành xe ngang dốc. Với bài này, bạn sẽ phải hơi nhấn ga để xe có đủ lực để đẩy về phía trước để vượt qua con dốc. Nhưng bạn đừng đạp ga quá mạnh, nếu không bạn sẽ vọt đi mất và bạn không thể dừng lại được. Và điểm nào sẽ là điểm dừng lại chính xác nhất để cách vạch trắng 30 đến 50 cm? Các bạn sẽ áp dụng như sau. Đó chính là khi mà chúng ta tập luyện ở trên sân, chúng ta sẽ tìm ra được những cái mốc, những cái vạch. Ví dụ như ở đây, ở trên dốc có lan can này, rồi có những cột đèn, cột điện, biển báo, thì các bạn có thể đo ở ngay lúc đầu khi tập là đúng 30 đến 50 cm, và vai của bạn hướng ra nó hướng về phía nào,
song song với cái đường nào thì bạn sẽ nhớ điểm đó. Trong trường hợp này tôi tìm được một cái cột mốc để cái đầu xe của tôi đúng vừa vặn 30-50cm. Khi tôi hướng vai ra thì tôi nhìn thấy có cái cột đằng kia. Thì lúc này mình nhớ đúng đến cái cột đó thì mình sẽ dừng lại. Hoặc các bạn có thể hướng vai sang vạch kẻ đường. Bất kể trường lái nào cũng có cái điều đó, vạch kẻ đường, cột điện, gốc cây hoặc bất kể một cái tín hiệu nào đó. Luôn luôn là cái vai của mình hướng ra. Đó, khi tìm được cái điểm đấy rồi thì bạn chỉ việc đi lên dốc và phanh đúng cái điểm đó là các bạn đã dừng đúng vị trí rồi đấy. Rất đơn giản phải không? Và lúc này với chiếc xe Vios số tự động thì chúng ta không quá quan ngại về cái việc là xe sẽ bị lùi. Bởi vì khi các bạn nhấc chân ra khỏi phanh chân thì các bạn vẫn có một khoảng thời gian đủ dài để xe không bị trôi. Và lúc này chỉ hơi tì nhẹ chân ga, nhẹ nhàng để vượt qua. Đó, đừng có đạp quá thốc. Đó, rất nhẹ nhàng đi qua. Như vậy là đã vượt qua bài thi tử thần một cách rất đơn giản. Tất nhiên xe số tự động sẽ nhàn hơn rất nhiều. Đó. Khi đi xuống dốc thì chúng ta luôn luôn kiểm soát tốc độ sao cho không quá tốc độ 20 km/h. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải hơi già phanh nhẹ một chút, nhưng cũng đừng đi quá chậm. Xong, kết thúc bài vượt dốc bằng xe số tự động. Tôi nghĩ là rất đơn giản. Và tổng kết lại thì như thế nào? Chúng ta luôn luôn ngắm cái vai trái của chúng ta, tìm một cái điểm mấu chốt nào đó, một cái mốc nào đó để khi mà đến cái điểm vai trái trùng với cái mốc đó dừng lại thì kiểu gì xe của bạn cũng sẽ dừng đúng cái vị trí đó. Rất đơn giản. Ở bài thi tiếp theo chúng ta sẽ phải đi qua hàng đinh. Và trước khi vào cung đường, đoạn đường có hàng đinh, chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào? Ở đoạn đường này chúng ta sẽ có hai đường để vượt qua hàng đinh. Các bạn sẽ lựa chọn, bởi vì nếu như xe phía trước mà đi sang bên trái thì chúng ta sẽ đi bên phải. Nếu xe bên trước đi bên phải thì chúng ta sẽ đi bên trái, tùy vào lựa chọn của chúng ta. Tôi sẽ chọn là đinh ở đường bên trái, là đường thứ nhất. Vậy làm thế nào để biết khi nào chúng ta sẽ rẽ vào con đường này thì chúng ta sẽ đi như sau. Chúng ta sẽ nhìn vai của chúng ta. Vai của chúng ta sau khi nằm trên cùng một đường thẳng với cái lề đường, có nghĩa là cái vỉa hè ở bên trái, thì chúng ta bắt đầu sẽ đánh lái, đánh hết lái. Đó. Sau khi đánh hết lái xong, xe sẽ di chuyển thẳng. Vậy làm thế nào để bánh bên phải đi đúng vào giữa cái làn đinh kia? Cũng khó đấy, nhưng cũng không phải là không có cách. Vậy thì trong những lần luyện tập, khi các bạn đi vào giữa cái làn đinh rồi, các bạn sẽ quan sát lốp đằng sau không chạm, chúng ta đang ở giữa rồi, vô lăng thẳng. Và lúc này tâm vô lăng đang hướng về phía trước là cái cột nào, cái cây nào, cái cục nào, cái vạch đường nào, thì các bạn hãy nhớ chính là cái chỗ mà các bạn sẽ phải đi qua. Lúc này chỉ cần căn tâm vô lăng với đường phía trước thôi, các bạn không cần phải nhớ cái hàng đinh nó như thế nào cả. Đó, với tôi ở khu vực này, ở trường đào tạo lái xe này, thì tôi chọn một cái hộp trước mặt sao cho cái hộp đó cùng với cái tâm vô lăng tạo thành một đường thẳng, đó, vuông góc với đường phía trước. Lúc này tôi chỉ việc căn như thế thôi, tôi không cần quan tâm đến cái hàng đinh của tôi nữa, và cứ thế đi qua. Như vậy là tôi đã vượt qua hàng đinh một cách rất đơn giản. Đó, đâu cần phải để ý đến hàng đinh đâu, lọt thỏm luôn, quá đơn giản đúng không? Tiếp theo các bạn sẽ phải vượt qua một đoạn đường rích rắc, và đoạn đường này nó vuông góc. Nhưng làm sao để không chẹt vào cái vạch cao su này? Đây chính là vạch chip, bạn chỉ cần chẹt lên vạch cao su này bên đường bên này, hoặc vạch cao su đen bên đường bên kia, là các bạn sẽ bị mất 5 điểm ngay lập tức. Chính vì thế, làm thế nào để không chẹt vào vạch cao su cũng không hề đơn giản. Tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo mà tôi vẫn thường làm để vượt qua cái bài thi này, rất đơn giản. Các bạn hãy nhìn, đây là vạch cao su, vạch chip, còn đây là mép đường. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm thao tác rất đơn giản. Công thức của chúng ta sẽ vẫn luôn là vai chúng ta di chuyển, chúng ta sẽ nhìn vào cái mép đường sao cho khi vai của chúng ta nằm trên cái đường thẳng của cái mép đường. Lúc này chúng ta sẽ không cho xe đi nữa, đạp phanh cho xe
dừng lại và đánh lái, đánh hết sang bên trái. Sau đó chúng ta sẽ nhả phanh từ từ. Đó. Như vậy là không hề trệt bánh, không hề trệt một bánh nào. Rất đơn giản. Sau khi xe đã thẳng, chúng ta sẽ lại trả vô lăng lại 2 vòng để cho thẳng và tiếp tục đi thẳng. Cũng như vậy, rẽ phải, chúng ta sẽ nhìn cái vai phải của chúng ta sao cho nằm trên cùng đường thẳng với cái mép đường bên phải. Đó, lúc này chúng ta sẽ lại phanh cho xe dừng hẳn, đừng cố đi nữa, và đánh lái hết sang phải. Đó, sau khi đánh lái hết sang phải xong, các bạn sẽ nhả chân phanh ra, đi từ từ. Và với thao tác đó thì bạn sẽ không bao giờ chẹt vào vạch cao su hay là chẹt vào chip. Đó, sau khi đi thẳng thì các bạn sẽ đánh trả lái 2 vòng để về vị trí đi thẳng. Rồi, như vậy là qua cái bài zig zag theo đường hình vuông góc cũng không quá khó. Mẹo ở đây là các bạn luôn luôn căn vào vai trái ở mép đường bên trái khi rẽ trái, căn vai phải ở mép đường bên phải khi rẽ phải, và dừng hẳn bánh vuông góc, đừng để cho xe trôi. Ở bài thi tiếp theo là một bài thi hàng ngày rất đơn giản, đó chính là đi qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người hồi hộp rồi không kiểm soát được chân ga chân phanh, thế là đi vượt đèn đỏ hoặc là dừng ở đèn đỏ có dừng nhưng lại dừng đè vào vạch trắng, thì như vậy các bạn sẽ bị truất quyền thi đấu ngay lập tức. Vậy mẹo vượt qua bài này như thế nào? Có nghĩa là bạn đi từ từ thôi, quan sát đèn ở phía kia xem còn bao nhiêu giây. Chúng ta đừng để cho chúng ta vào cái tình huống khó khăn là để đến đèn đỏ chúng ta mới xử lý. Còn nếu còn khoảng 5 giây đèn đỏ, chúng ta sẽ di chuyển dần dần tiến đến nơi, đợi đèn xanh vượt qua luôn. Như vậy là chúng ta sẽ không phải dừng đèn đỏ nữa. Đó, rất đơn giản. Ngoài ra thì khi mà bạn tham gia giao thông ở ngoài đường ấy thì có bằng rồi thì bạn sẽ gặp rất là nhiều cái tình huống. Đặc biệt cái tình huống mà tôi hay gặp nhất đó là đường xá, ví dụ như đường nào là đường cấm, đường nào là đường một chiều, đường nào ô tô đi được các thứ, thì mình có một cái trợ lý, mình cài ở trong điện thoại. Bạn sẽ cài cái phần mềm Zing MP3 thì bạn sẽ có một cái người nói chuyện với chúng ta, gọi là một trợ lý giọng nói, thì chúng ta có thể hỏi đường, hỏi thời tiết, hỏi tất cả các thứ, chỉ việc kết nối Android Auto hay là Apple CarPlay với màn hình này thôi, và bấm ở trên vô lăng là chúng ta có thể ra lệnh giọng nói để nói chuyện được, để tìm hiểu những cái thông tin đó rồi. Để sử dụng trợ lý giọng nói Kiki đối với xe có hỗ trợ Android Auto và điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, cần thực hiện theo bước như sau. Bước 1. Tải và cài đặt ứng dụng Zing MP3 phiên bản mới nhất từ Play Store. Bước 2. Kết nối điện thoại với xe để khởi động Android Auto. Bước 3. Mở ứng dụng Zing MP3 trên điện thoại. Bước 4. Bấm 2 lần nút Next trên vô lăng để kích hoạt trợ lý giọng nói Kiki, sau đó đọc câu lệnh tìm kiếm. Mở nhạc Chipu. Đang mở album những bài hát hay nhất của Chipu. Việc sử dụng nút bấm trên vô lăng giúp người lái xe không cần thao tác trên điện thoại, từ đó không bị sao nhãng hay mất tập trung để điều khiển xe an toàn cũng như tiện lợi hơn. Đang chỉ đường đến trạm xăng gần đây. Đi về hướng bắc lên phố Mai Chí Thọ về phía Kẻ Tài. Thì đây là một cái tiện ích mà mình thấy nó rất là hay và được người Việt phát triển trên nền tảng tiếng Việt luôn, thì rất là hấp dẫn. Ở bài thi tiếp theo, bạn sẽ phải vượt qua cung đường zig zag hình chữ S. Đó. Vậy làm thế nào để không chẹt vào vạch chip bị trừ 5 điểm? Ở đoạn cua zig zag hình chữ S này thì các bạn sẽ thấy là cái góc cua nó sẽ hơi gắt hơn một chút. Chính vì thế, mẹo của chúng ta là lấy góc cua rộng ra. Có nghĩa là nếu mà rẽ trái thì chúng ta sẽ đánh xe về bên phải một chút, lấy góc cua rộng ra. Đó, bây giờ tôi sẽ bám sát bên phải để rẽ trái và đánh lái rất tròn, đi chậm rãi. Và quan sát khi rẽ trái thì chúng ta sẽ nhìn thấy gương, chúng ta sẽ thấy cái lốp sau, bánh sau của chúng ta nó như thế nào. Chúng ta căn sao cho không để chẹt vào cái vạch cao su bên trái. Đó,
Như vậy là chúng ta đã vượt qua. Tiếp theo chúng ta sẽ vần vô lăng đều. Lúc này chúng ta sẽ phải rẽ phải đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy cua rộng ra. Xe của chúng ta sẽ lấy sang bên trái nhiều hơn. Đó, và đánh sang phải. Lúc này chúng ta lại nhìn thấy cái lốp xe ở bên phải phía sau thông qua cái gương, sao cho lốp xe của chúng ta không chạm vào cái cao su đó, không cách quá xa, khoảng tầm 20-30cm thôi. Như vậy chúng ta đã vượt qua bài thi zig zag hình chữ S, không hề khó. Và mẹo của chúng ta ở đây tổng kết lại là gì? Đó chính là lấy góc cua rộng ra và quan sát khi mà rẽ trái thì để ý lốp xe phía sau ở bên trái, sao cho cái khoảng cách với cái dây cao su khoảng tầm 20-30cm, và chỉ cần căn một góc đấy thôi. Và khi rẽ phải chúng ta lại nhìn gương bên phải để căn cái lốp xe phía sau bên phải và cách cái dây cao su khoảng 20-30cm, cũng chỉ căn một bên thôi. Đánh lái tròn đều là chúng ta sẽ vượt qua bài thi này. Rất đơn giản. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe dọc vào nơi đỗ. Ghép xe dọc vào nơi đỗ nha. Rất đơn giản, bây giờ mình sẽ cân sao cho cái lốp bánh xe bên phải của mình cách cái lề khoảng tầm 20-30cm. Bằng cách nào? Mình đánh dấu sẵn cái cột điện ở đằng kia, sao cho cái tâm vô lăng thẳng với cột điện đằng kia thì cái bánh xe nó sẽ chắc chắn là cách từng đấy. Mẹo mà. Rồi bây giờ mình đến cái cột điện này thì mình gióng cái vai của mình bằng cái cột điện này, thì mình sẽ biết là mình phải dừng xe, và lúc này mình vào số lùi. Mình sẽ đánh lái hết sang bên phải. Đó, đánh hết ra. Bây giờ mình sẽ lùi. Và lùi đến bao giờ dừng? Mình sẽ nhìn đến đúng cái mốc mà mình đã căn. Thế là một là cái tâm của cái vô lăng này nó sẽ thẳng với cả cái cột đằng trước, hoặc là cái phần thân xe nó sẽ tạo một đường thẳng so với cái góc bên trong của cái chuồng. Thì bây giờ mình sẽ đánh hết vô lăng ngược lại. Đánh hết vô lăng ngược. Đó là sẽ vào. Đó, cần thì sửa một chút cũng được. Đó, chút sửa cũng không sao. Ở bài tiếp theo các bạn sẽ lại vượt qua một cái đoạn đường có đèn xanh đỏ và đi theo biển chỉ dẫn. Lúc này là biển chỉ dẫn rẽ trái. Khi gặp ngã tư biển chỉ dẫn rẽ trái thì các bạn phải xi nhan bên trái. Nếu không xi nhan các bạn cũng sẽ bị trừ điểm. Rồi bây giờ khi đang đi bạn sẽ nhận được một tín hiệu dừng lại. Rất có thể nó ở vị trí này. Đó, khi kêu tít 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 dừng lại. Đó, và bật đèn tam giác lên. Đó, khi nào hết tín hiệu thì các bạn sẽ tắt đèn tam giác trước. Đó, đầu mới nhả chân phanh ra để đi. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua khu vực đường tàu hỏa. Thì khu vực đường tàu hỏa này bạn cũng dừng giống y hệt như là dừng lúc ban đầu nhường đường cho người đi bộ, hoặc là dừng ở giữa dốc. Thì bạn hãy tìm một cái điểm nào đấy nó chính xác nhất để gióng vai sang. Đó, đây là dừng này. Đúng luôn. Bạn tăng tốc thì khá dễ dàng rồi. Với số tự động thì bạn chỉ việc tăng tốc từ dưới 20 km/h lên vượt quá 25-30 km/h. Đó, tăng tốc lên. Đi qua biển tăng tốc thì bạn sẽ giảm tốc độ xuống còn 20, vì ở đây có biển giới hạn tốc độ 20 km/h. Sang đến bài tiếp theo là bài lùi vào trong chuồng vuông góc. Thì chúng ta sẽ đi vào đây cách cái chuồng khoảng 20cm. Đó. Xong bắt đầu đánh lái. Đánh hết lái sang. Đó. Rất đơn giản. Cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với những gì trước đây chúng tôi thi. Chỉ có điều là đến bây giờ thì đã có chip và đã có máy hướng dẫn tự động khá là thông minh,
gần như chúng ta không cần phải làm cái thao tác gì quá nhiều rườm rà cả, mà đến bài nào thì cái máy này nó sẽ nhắc chúng ta đến bài đấy, chuẩn chỉ hơn rất là nhiều. Bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Đó, khi đến điểm kết thúc thì bạn xin nhấn bên phải. Đó, sau khi xe báo kết thúc thì chúng ta đã hoàn thành bài thi. Vâng, như vậy là bài thi đã được hoàn thành. Không có quá nhiều khác biệt so với những gì chúng tôi thi trước đây. Chỉ có điều là bây giờ xe thì đã xịn hơn. Rồi những cái thiết bị ở trong xe phục vụ cho việc thi tối tân hơn. Rồi những cái chip mà tự động nó giúp cho các bạn lái với những bài thi này nó chính xác hơn, chuẩn chỉ hơn. Đó, như vậy là tôi đã chỉ cho các bạn biết là cái bài thi sa hình để lấy bằng B1 thì nó sẽ như thế nào rồi. Chúc các bạn sẽ có được những cái kinh nghiệm tốt của riêng mình và sẽ vượt qua những bài thi để lấy bằng lái xe một cách dễ dàng.